Năm 2020, với tăng trưởng tín dụng gần 19%, dòng vốn chính sách xã hội đã tiếp sức cho các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 với thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau. Đến thời điểm này, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, tổng dư nợ đến thời điểm này đạt gần 2.850 tỷ đồng, tăng 452 tỷ đồng so với năm 2019, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2019, vượt kế hoạch giao gần 4%. Tín dụng chính sách đều có mức tăng trưởng khá ở tất cả các quận huyện. Trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19, thì dòng vốn tín dụng chính sách vẫn chảy, lấp đầy lỗ hổng tín dụng trong nền kinh tế vĩ mô, đúng như tinh thần của chính phủ, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua quá trình theo dõi của Ủy ban Nhân phường thì thấy là cái nguồn vốn chúng ta sử dụng rất là có hiệu quả. Trong cái vấn đề cái hiệu quả đó thì nó nằm ở các cái nội dung, nhất là về cái phát triển về kinh tế, mở rộng sản xuất và hơn nữa là giải quyết việc làm cho bà con nhân dân, rồi cải thiện cái đời sống, rồi chăm sóc cho con cháu học tập. Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, năm 2020, gần 50% doanh nghiệp tại Đà Nẵng phải cắt giảm lao động trên diện rộng. Tỷ lệ thất nghiệp chung toàn thành phố khoảng 9%, cao nhất 10 năm qua. Hơn lúc nào hết, tín dụng chính sách trở thành trụ đỡ trong đời sống kinh tế, nhất là chính sách cho vay ưu đãi trong hỗ trợ tạo việc làm. Duy trì và mở rộng giải quyết việc làm của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố ngày càng phát huy hiệu quả tích cực. Với gần 367 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân thành phố và các quận huyện ủy thác từ đầu năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã kịp thời tham mưu cho các cấp phân bổ nguồn vốn về các địa phương để người dân tiếp cận ngay nguồn vốn, duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân. Thanh Khê là một cái quận trung tâm, là một trong những quận trung tâm. Người dân chủ yếu là sản xuất kinh doanh buôn bán, phần đông là buôn bán nhỏ, cho nên là rất cần về nguồn vốn. Đến thời điểm hôm nay đã giải ngân trên 170 tỷ với 4.150 hộ vay và người lao động vay vốn, đặc biệt là trên 452 hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo được vay vốn và 3.630 người lao động vay vốn giữ việc làm với số tiền là trên 135 tỷ đồng. Đến hôm nay thì dư nợ đã đạt trên 392 tỷ đồng và hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2020. Theo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Đà Nẵng, toàn thành phố có 56 điểm giao dịch xã hoạt động ổn định, đạt hiệu quả trong việc truyền tải vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách đạt kết quả tốt, tỷ lệ thu nợ và lãi trên 100%, tỷ lệ nợ xấu giảm về dưới 0,1% trên tổng dư nợ. Sắp tới nữa là cũng rất cần vốn để về trong cái dịp Tết này, là bà con vừa rồi dịch bệnh này, nên là rất cần vốn để làm. Đề nghị là cũng cấp vốn vào cho cái địa bàn này. Cần vốn, chúng tôi rất cần vốn trong cái dịp Tết này. Năm 2021, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 8 đến 10% so với năm 2020. Tuy nhiên, hiện nay nguồn vốn phân bổ từ trung ương vẫn chưa về kịp, trong khi nhu cầu vốn cấp thiết cho mùa sản xuất kinh doanh Tết của người dân đang rất cấp thiết. Hiện chi nhánh đang chờ nguồn ủy thác của ngân sách địa phương để kịp thời giải ngân ngay trong những ngày đầu năm tới.